À, thùy dương xin kính chào quý vị là đầu tiên cho thùy dương gửi lời chào là chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nha à, quý vị ơi à, thùy dương đưa cái tấm hình này lên chắc quý vị biết ha biết nhân vật này là ai thì bây giờ thùy dương đọc cái nội dung này cho quý vị nghe thì bà chính là ai bà chính là nhà văn dương thu hương ha nhà văn à, của 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 cộng sản nhưng mà sau này đó à, bà chạy trốn cộng sản À, lý do vì sao bà chạy chống cộng sản thì thị dương đọc nội dung này nó sẽ phần nào nó nêu lên cái nguyên nhân vào nam tôi mới hiểu rằng chế độ ngoài bắc là chế độ mang rợ vì nó chọc mù mắt con người bịt lỗ tai con người trong khi đó ở miền nam người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào pháp anh mỹ nếu người ta muốn đó mới là chế độ của nền văn minh và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ mang rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Thì khi Thùy Dương thấy có một cái người chị chỉ xe cái tấm hình này lên thì nhận được sự tương tác khá là nhiều. Trong bên cạnh đó đó có rất là nhiều người vô bình luận, chửi, bới và có vẻ tự hào cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì ở trong đây thì dương thấy có một người cũng khá là lớn tuổi thì thì dương vô thì dương coi cái facebook của cái ông này ông này ông tên là trần văn dũng đó thì trong cái facebook của ông này ông để thì ông nói là ông đã từng học tại đại học an ninh nhân dân thành phố hồ chí minh sống tại đà nẵng đến từ ấp hòa khương quảng nam đà nẵng và việt nam nếu mà bạn nào dư luận viên nào đó an ninh mạng nào đó có nghe cái video này đó mà truy ra được cái hình của ổng dễ quá mà tôi để cái cái cái, cái 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 tên là trần văn dũng để hình luôn rồi muốn mà theo lẽo á chạy vô cái facebook của ổng cái hình của ổng đứng chụp hình với vợ ổng nè vô gửi cái link của tôi á Link youtube tôi làm nè gửi cho ổng để cho ổng vô ổng nghe coi tôi nói cái gì ha thì ổng vô ổng bình luận trong cái um, cái, cái 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 facebook của cái cái chị bạn á thì bình luận kiểu này nè cho nên là tôi mới làm video đây là một trong số những cái bình luận mà dương lấy dương làm thôi nhưng quý vị nó có nhiều lắm nó có nhiều cái bình luận kiểu rất là ngu ngục thì ông này ông, ông nói gì bà này nó muốn ăn bạc tai đồ ăn cháo đá bát sống nhờ xã hội chủ nghĩa ăn học nhờ đó có chút kiến thức mà phản bội lại dân tộc Quý vị thấy cái ông Trần Văn Dũng này Ông cũng lớn tuổi đó quý vị Thùy Dương nghĩ rằng bác không có lớn hơn cha của Thùy Dương đâu nha Thùy Dương kêu chú Dũng thôi Thùy Dương kêu chú Dũng Cha của Thùy Dương sinh năm 1951 đó Nếu như mà chú thấy chú lớn tuổi hơn cha của Thùy Dương đó, Thì chú vô chú nói cho Thùy Dương biết Thùy Dương sửa lại cách xưng hô nha chú Dũng và chú Dũng này cùng với nhiều người khác nữa Trong đây cũng có một cái ông nữa là Ông tên là Xuân Nguyễn Hữu Cũng lớn tuổi ha Tôi phải nói thẳng Hiện nay trên thế giới không ở đâu tự do như ở Việt Nam Không ở đâu sướng như ở Việt Nam Sống có nhà Chết có mồ mã Loại người đã từ bỏ quê hương Nơi chôn nhau cắt rốn mà đi Bây giờ quay lại tìm mọi lý lẽ, kẻ hở để nói xấu, để bôi nhọ. Xã hội nào, chế độ nào thì cũng có mặt ưu mặt khuyết cả. Thiết nghĩ đó không phải là con người, con chó nó cũng vậy. Còn là con gì thì tôi cũng chịu. Đó đó là những cái tư tưởng của những con người cộng sản, những cái con người thuộc xã hội chủ nghĩa. Bây giờ Thùy Dương quay qua, Thùy Dương nói với lại bác chú Trần Văn Dũng nó đồ ăn cháo đá bát nếu nói về đồ ăn cháo đá bát là là chú phải nói về hồ chí minh con người của hồ chí minh mới là kẻ ăn cháo đá bát những ngày tháng đầu tiên hồ chí minh đi qua pháp không biết tiếng pháp không biết đường đi nước bước không biết gì hết những người việt nam thời pháp đã đi qua pháp học tập ở bên đó ông nguyễn thế truyền là người giúp đỡ cho hồ chí minh rất là nhiều Phan Bội Châu giúp đỡ cho Hồ Chí Minh rất là nhiều Cái nhóm bút danh 5 người Trong đó có Phan Bội Châu Với cái tên là Nguyễn Ái Quốc Đó là cái bút danh của cái một, của một nhóm người Việt 5 người Thì Hồ Chí Minh cướp luôn cái bút danh đó Chú Dũng có biết cái chuyện này không? Chắc chắn một điều những cái con người sống với thiên đường xã hội chủ nghĩa không biết Ha đó là cái chuyện thời Hồ Chí Minh qua Pháp Chú đừng có nói mày có sinh ra thời đó hôn mày biết ha nếu mà nói ra cái tuổi của chú á, với bà dương thu hương bây giờ chưa chắc gì chú bằng tuổi của bà nữa bà dương thu hương bây giờ tám mươi mấy tuổi rồi mà hay lắm quý vị cái tuổi dư luận viên á, nó biết bà dương thu hương bây giờ lớn tuổi rồi sắp gần đất xa trời rồi vô chửi bà con mụ này sắp chết tới nơi rồi mà còn ăn nói đủ thứ các kiểu người ta lớn tuổi tụi nó chửi theo kiểu lớn tuổi rất mất dạy Dương còn nhỏ tuổi, Dương đọc sách, Dương tìm hiểu sách vở lịch sử, Dương lên Dương nói. Giống như thì, thì Dương nói về vụ Hồ Chí Minh à, ăn cắp cái bút danh là Nguyễn Ái Quốc, nó cũng vô nói mày con nít ra, quý vị thấy không? Cái kiểu này là không thể nào làm cho cái xã hội phát triển, tại vì nó không cho người ta phản biện, nó không cho người ta tranh luận. Lớn tuổi nó chửi theo cái kiểu lớn tuổi, nhỏ tuổi nó chửi theo cái kiểu nhỏ tuổi. Rồi nó nói người ta ăn cháo đá bát Mà ngay cả cái chú Trần Văn Dũng này Chú không hề biết gì cái sự thật lịch sử hết Và bà, bà Dương Thu Hương là một nhà văn Nhà văn dưới thời Cộng sản Là một người phải có ăn học đàng hoàng Và bà đã sống dưới thời Cộng sản Bà đã viết sách vở cho Cộng sản mà Và bà chứng kiến cái luật cải cách ruộng đất Bà chứng kiến người ta bị giết chết mà Có một ai thì dân hỏi chú Dũng nè có một ai muốn rời khỏi quê hương của mình không có một ai muốn tháo chạy khỏi nơi mà mình sinh ra không trừ khi nào họ hoảng sợ với cái nơi mình sinh ra quý vị có thấy đây là con ruồi không dương không hiểu tại sao đang làm đang nói về cái chú trần văn dũng này tự nhiên con ruồi nó dừng ngay trước camera của của cái máy dương đang làm luôn và dương chỉ dùng cái ngón tay dương chọt vô một cái là nó, nó nằm im ru luôn vậy nè không biết nó có cái điềm báo gì cho chú Dũng ha Đây con rùi nè Để ngón tay vô thôi nằm im ru Nằm bất động luôn rồi Lần đầu tiên trong cuộc đời Thấy cái chuyện đó rất là lạ luôn ha Lạ vô cùng con rùi nè quý vị Dương đang cầm nó nè không có ai muốn mà mình rời bỏ quê hương trừ khi nào ở nơi đó nó có những cái gì đó là mình không sống được có những cái thứ gì đó nó tàn ác lắm nó dã man lắm và khi những cái con người tử tế đó họ tận mắt họ chứng kiến cái điều đó và họ biết họ không thể ở lại đó để họ lên tiếng được thì họ mới rời quê hương họ đi họ đi mà cái lòng của họ đau Họ biết đó Họ đang đối mặt với cái gì Họ đang đối mặt với một cái thế lực mang rợ Nhưng họ phải đi Họ phải rời bỏ cái quê hương đất nước đó Thì dư nó lại Cái đất nước đó là của người dân Việt Nam Của những cái con người Việt Nam Ha Chứ không có của riêng một cái con người cộng sản nào hết đó. Quý vị biết ông Công chú Trần Văn Dũng thì Dương nói ổng là ai không? Thì thì Dương thấy là ngày 14 tháng 9 năm 2022 đó. Thì mẹ của ổng mất. Ổng có viết một cái bài như thế này nè, lời cảm tạ. Mẹ tôi lâm bệnh nặng, được y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa trong thời gian 2 tháng. Nhưng vì tuổi cao sức yếu bà không qua khỏi đã viên tịch vào lúc 23 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 13 tháng 8 năm nhâm dần đến nay bà được an táng tại nghĩa trang gia đình thôn phú sơn xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng thượng thọ 92 tuổi tới khúc này là cái khúc mà dương muốn đọc cho quý vị nghe nè trong thời gian tang lễ được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương hội người cao tuổi hội tù yêu nước mặt trận phụ nữ tổ dân phố 18 phường thanh khê đông các sư thầy chùa quan âm chùa bửu sơn tự dịch vụ mai táng thiện tâm đó rồi tộc họ nội ngoại thông xuôi gia các ban liên lạc đơn vị tôi công tác trước đây hội hưu trí hòa khánh nam chi bộ 4 Đà Sơn, quận Liên Chiểu, chi bộ Thanh Huy 2 và anh chị em bạn bè thân hữu xa gần đến phúng điếu chia buồn với gia đình tôi. Gia đình tôi thật cảm ơn tình cảm quý báu của quý vị. Đó, thôi đọc như đó thôi. Thì quý vị thấy là ông này cũng làm gì? Ông này cũng là một trong những người bưng bôi cái chế độ. Thùy Dương xin lỗi, Thùy Dương kêu bằng ông này ông nọ, Thùy Dương sửa lại. Thùy Dương kính thưa chú Dũng, Cùng với những người giống như chú Dũng Chú bịch mắt Chú bịch tai, Chú bịch miệng Chú sống Mà cái con tim của chú á, Giống như là những cái tảng đá vậy Hoặc là giống như những cái cục, cục đá đó. Cục đá mà để bỏ vô cà phê uống Mắt chú có Nhưng mà mắt của chú có như đuôi Tai chú có lỗ tai Nhưng mà lỗ tai có chú có như điếc Dương nói thiệt Thùy Dương đã sống 32 năm ở Việt Nam rồi quý vị Thành phần mà gọi là cán bộ ha? Loại này loại kia Thùy Dương tiếp xúc nhiều rồi Dỡ cái thói này dỡ cái thói nọ Ra thì ghét lắm Dốt như quỷ vậy đó Đừng có đừng có khoe khoang ra đây Những cái con người này nè Được chế độ á, ưu đãi cho Nếu tất cả người dân á, Đều được như cái ông chú này á, Dương không có nói Thấy không? bây giờ mình nhìn coi người dân kìa người ta dân người ta lo làm ăn kiếm tiền làm việc quần quật đầu tắt mặt tối Vậy đó đi vô bệnh viện không có mối quan hệ là kể như xong phim rồi đó không có tiền là kể như xong phim rồi đó bây giờ cho thì dương nói ngoài lề một cái cái ông chú trần văn dũng này nè dương nói thiệt không biết con cháu của ổng như thế nào không biết nếu mà so cái ông trần văn dũng này nè so với những người lính việt nam cộng hòa mà thùy dương gặp ở ngoài đây nè nói theo cái công tâm của thùy dương nha quý vị nói theo cái sự tiếp xúc của thùy dương và cái sự quan sát bằng con mắt này của thùy dương bằng cái tuổi trẻ bằng cái bộ não của thùy dương ông trần văn dũng này á biểu ông đi ra nước ngoài định cư á ba tháng thôi lẫn đòi về việt nam liền ông sống không được đâu chỉ quanh quẩn ở trong cái lũy tre làng đó thôi không có sống được ở nước ngoài đâu chỉ 3 tháng thôi là ông đòi về liền Quý vị biết tại sao ông đòi về không? Còn những người tướng lãnh, những người tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa mà Thùy Dương tiếp xúc đó nha quý vị nha Cái trình độ của họ rất là cao và cái thời mà cái thời mà của ông Trần Văn của chú Trần Văn Dũng này với cái thời của họ đó cỡ tuổi như chú Trần Văn Dũng này ở nước ngoài đông lắm. Thủy Dương tiếp xúc rất là nhiều. Họ có tư cách lắm, Họ nói tiếng Anh như gió vậy đó Họ giỏi Và khi mà họ bước ra nước ngoài đó Họ hội nhập được liền Cho nên thời Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị Người ta đi nước ngoài người ta đi du học Để người ta mang những cái hay về Để phát triển đất nước Tại vì người ta sống với cái thể chế tự do mà Còn cái ông Trần Văn Dũng này đó Sống với Cộng sản Thiệt bây giờ mà thử quăng ổng ra ngoài thế giới Thì cũng sống được không Dương nói 3 tháng là cao Chừng 10 ngày thôi là đồ về Việt Nam liền Không có ở đâu xuống như Việt Nam hết trơn Tại vì ở trong Việt Nam đó quý vị Đó Ông được hưởng những cái sự ưu đãi của đảng Mà tiền nó từ đâu? Tiền đó từ thuế của người dân Và cái ông chú Dũng này Dương nói rồi Có mắt như đuôi Có lỗ tai như điếc Đừng nói thế hệ của Thùy Dương là hổn Bởi vì chú đâu có thấy được Những cái lớp trẻ như tụi Thùy Dương đi ra nước ngoài bán bán sức lao động khổ như thế nào chú đâu có biết thương cho những những cái cô gái trẻ như thùy dương ra nước ngoài làm gái phải lấy chồng tàu lấy chồng hàng lấy chồng nhật lấy những thằng chồng á không có lành lặn có những cô gái miền tây chấp nhận làm vợ cho những người chồng hàn quốc cho những người chồng trung quốc bệnh tật cơ thể phát triển không bình thường chú đâu có thấy đâu nhờ ơn của chú và những đồng đội của chú đó, để ngày hôm nay có cái đất nước việt của mình nó ra nông nổi như thế nào chú vô chú nói gì nói bà dương thu hương là ăn cháo đá bát đồi chân bạc tai một người lớn tuổi như vậy làm việc và học trong gì quý vị học đại học an ninh nhân dân mà nói về an ninh nhân dân mở miệng ra đồi cho dân bạc tai sống nhờ xã hội chủ nghĩa Đâu có ai mượn Đâu có ai mượn những cái con người như chú Làm thay đổi cái xã hội miền Nam đâu Đó thấy không Đông lắm quý vị rất là đông Trời Dương ngạc nhiên vô cùng tận Cho nên những người trẻ ở nước ngoài Chúng ta hiểu lịch sử đó chúng ta không làm là xong Một cái con người lớn như vậy Nói thì Dương là hỗn Ăn nói láo Những người này chắc không hỗn chắc Quý vị nhìn vô cái mặt coi trẻ hay già Họ có tư cách không? Họ không có tư cách Để cho tụi Thùy Dương nói chuyện Trân trọng họ hả? Không có chuyện đó Nhờ có xã hội chủ nghĩa Ăn học nhờ đó có chút kiến thức Không có xã hội chủ nghĩa Người ta vẫn phát triển bình thường Như miền Nam Việt Nam Quý vị đúng không? Năm 1954 Hiệp định Geneva chia đôi Ở trong miền Nam đâu có xã hội chủ nghĩa và nhờ không có xã hội chủ nghĩa cho nên miền Nam được phát triển tự do. Và nhờ miền Nam không có xã hội chủ nghĩa nên miền Nam đã cứu được một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Ở ngoài miền Bắc có xã hội chủ nghĩa mà tại sao miền Bắc không cứu những người ngoài miền ở trong miền Nam? Ra ngoài đó với số lượng tương tự mà tại sao trong miền Nam lại cứu giúp một triệu người miền Bắc? Nó nói là sao? Những người đó là những người theo đạo công giáo Ông Ngô Đình Diệm đạo công giáo trên dụ dỗ Đức mẹ Maria vào trong Nam Rồi Chúa giê -xu vào trong Nam Rồi nên đi vào trong Nam Những cái sự tuyên truyền rất là láo khoét Rồi một cái sự tuyên truyền đó Rồi còn cái kiểu uh, Tuyên truyền rằng cái cái tàu há mồm Đừng có leo lên trên đó Leo lên rồi cái cái con tàu há mồm đó, Nó ngậm lại Nó không nhả ra đó Đủ cách để cho người dân sợ hết Rồi có những cái bài hát Thì Dương cũng đã làm rồi Khi mà người ta Khi cái anh bộ đội đó vượt vượt biên, vượt biên Đi vào trong miền Nam Vì, vì sơ hở thôi là bị Bắn mũi tên có cấm thuốc độc Rồi cái người đó là chìm dưới sông luôn Rất là nhiều cái câu chuyện Bà Dương Thu Hương này á Bà không có phản bội lại dân tộc Mà bà đang chống lại cái chế độ bà đang chống lại cái đảng cộng sản bà đang chống lại cái đường lối của nó làm hại cho dân tộc cái chú trần văn dũng này cũng như những cái con người khác họ nghĩ rằng chỉ họ có cái chỉ có họ là có cặp mắt thôi chỉ có họ là mới có cái tư duy họ sáng suốt và họ trí tuệ thôi nhưng họ không biết rằng họ là những cái con lừa những cái con cừu non và họ không biết rằng cái đất nước việt nam ngày hôm nay đã bị phá hoại cho tan nát rồi họ đang ở trong cái ngôi nhà đó đó họ nghĩ rằng là cái ngôi nhà đó đó là cả thế giới của họ nhưng họ không biết cái đó là chỉ là cái ổ chuột thôi nói ra nó bắt đầu là cái gì nữa cho mình chơi việt nam nữa những cái con người này là đáng bị này bị nọ nên mày mày chết mình lưu vong đi ủa không thấy xấu hổ không thấy thẹn hả tôi là người việt nam nói tiếng việt đây nè và để cho những người việt nam như thế này sống ờ không có nhà không có quê hương gì đó như cái tuổi này như như chú chú này chú nói và những cái tuổi khác nói có vui không vui lắm thì con người cộng sản là như vậy nó thấy đồng bào của nó nó thấy đồng loại của nó sống vất vả vất vẩn nó rất là vui bởi vì theo nó đó mình là những người xấu nhưng nó không biết rằng chính những cái người này nè chính họ đó chính nó đó là những cái kẻ phá hoại đẩy đất nước Việt Nam vào cái chỗ gì? Tuột hậu, nghèo nàn và để thế giới xem thường. Ông chú này không biết ông cầm passport ông đi du lịch được bao nhiêu nước rồi. Ông có bước ra thế giới để ông nhìn không như Dương nói rồi. Đi chừng 10 ngày thôi là lật đật quay và quay về Việt Nam liền chiều không nổi. Cái thế giới này nó vận động, nó phát triển cỡ nào. Ông này bước ra một cái là tôi quảng hồn liền nhìn ngơ, nhìn ngát không biết đâu là đâu á. Chỉ cần là muốn biết đi từ cái điểm A đến điểm B làm sao cũng chẳng biết phải mở miệng ra hỏi như thế nào nữa phải không chú Dũng? Đúng không? Chú làm sao chú hỏi đường người ta nếu mà chị chú mà đi qua Mỹ du lịch? Chú hỏi người ta cái đường đi đón phương tiện công cộng như thế nào, đón taxi như thế nào? Làm sao chú hỏi được? Bây giờ tự thông chú đi nước ngoài chú đi du lịch một mình được không chú? Cái đất nước con người nó không dừng lại ở chỗ cái sự bưng bô, không dừng lại ở cái chỗ mà chú ngồi đó chú nịnh. Là một cái một cái đất nước Việt Nam á và nhiều cái quốc gia khác á. Một cái quốc gia đó nó hội nhập, nó giáo dục làm sao để cho tất cả mọi người bước ra thế giới, nó có thể hội nhập được. Vậy bây giờ bản thân chú chú có hội nhập với thế giới được không? Chú nhờ chủ, chủ nghĩa xã hội đó Chú có hội nhập được với thế giới không? Chắc chắn là không Tại vì sao biết chú biết không? Tại vì thế giới nó không có dạy cái chủ nghĩa xã hội Nó không có áp dụng, nó không có áp dụng cái tư tưởng Hồ Chí Minh Còn chủ nghĩa các mát hả? Nhiều bức tượng của Lenin đều nó kéo cho Giật sập rồi Bước ra thế giới đi chú rồi chú nhìn nha Công nhận thì dương sợ Nói tới những người này bị tổn thọ Nhưng mà cầu trời cậu đất rằng là những gì thì dương nói không sai thì dương không có bị giảm thọ ha bước ra thế giới thì sẽ thấy rồi nào rồi cái ông nguyễn hữu xương tên là Sương nguyên hưu hiện nay trên thế giới không ở đâu tự do như ở việt nam tự do quá quá tự do tự do đến mức độ á người việt nam phải chạy qua campuchia đó hoặc là bị dụ dỗ bị bán qua những sòng bài bị bên đó bị đối xử tệ không biết làm cái gì trong đó đến mức độ là phải tung cái sông bài đó ra để chạy thoát bốn người trong đó là 45 người hay nhiêu á trong đó có một người nhảy xuống sông không biết bơi chết số còn lại là nó bơi sống bơi lấy bơi gọi là bơi, bơi bơi lấy bơi bơi lấy bơi để để mà được thoát thoát nạn mà sống tự do trong khi những cái quốc gia xung quanh láng giềng ví dụ như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, người ta cầm cái visa, người ta cầm cái passport thôi là đi tùm lum khắp nơi trên thế giới, còn Việt Nam mình cầm cái passport đi qua Singapore thôi, nó kiểm tới, nó kiểm lui, nó kiểm xuôi, nó kiểm ngược, rồi có rất là nhiều cô gái nó đâu có cho nhập cảnh vô Singapore đâu, nó thấy nó nghi ngờ nó kiểm tra một hồi là nó đưa thẳng ra phi trường luôn Nó đưa thẳng về Việt Nam luôn Mấy này mấy cái này mấy ông nội này đâu có thấy đâu Tại vì sao Cứ ngồi đó tự sướng với nhau Rằng nhờ có cách mạng đất nước, nước được độc lập Chứ có bước ra thế giới đâu Có đi đâu mà rồi hoặc là có con cái, con cái đi thôi, về không có nói gì cho cha mẹ hết, không có biết. Hoặc có biết cũng không dám nói, nó phải nịnh tại vì đang 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 nhận tiền từ đảng lấy của dân cho mà sao ngu vậy ngu quá nó để thị dương chửi nữa đảng làm cái con mẹ gì mà có tiền đảng đang dùng quyền lực của mình đó để bắt người dân phải 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 đóng thuế rất là mắc đóng thuế rất là cao và từ đó đó mới sống được tự đồng tiền thuế của người dân đảng có làm gì ra tiền đâu chú mấy chú nha ngồi ở trong Việt Nam á, mà bưng bô mà nịnh viết chính tả thì thôi dễ sợ luôn trong khi á, người ta dạy cái gì người ta dạy là cái cái danh từ tên riêng về người hoặc là địa danh về quốc gia đó là viết hoa nói cái thế giới không ở đâu tự do như ở Việt Nam hai cái chữ Việt Nam đã dứt tắt rồi còn không viết hoa được nữa ngày hôm nay thì Dương nói thiệt với quý vị Nhìn cách những cái đứa bưng bô nó viết chính tả thấy sợ luôn Toàn là những cái đứa mà nó viết nó bưng bô nó viết sai không à Càng làm cho Thùy Dương cảm thấy e e dè Thùy Dương đọc sách vở nhiều đó Cái quyển mà bộ mặt thật Hồ Chí Minh người ta người ta viết cái gì Người ta nói đó, con người cộng sản đó, Nó tận dụng, nó sử dụng những cái người mà gọi là dốt để mà phục vụ cho nó quả thật là không có sai không ở đâu sướng như ở việt nam sướng như thế nào là sướng họ ghi thôi à chứ họ không có biết được là tự do như thế nào sướng như thế nào nói như thế này ở trong nước có nó nói gì mày phản động mày chống phá cho nên là mày bị bắt đúng rồi họ không có hiểu thế nào là tự do hết á họ không biết rằng là lịch sử việt nam bị viết lại Họ không biết họ rằng họ bị tuyên truyền Họ không biết Hồ Chí Minh ác với dân như thế nào Nhất là dân miền Bắc trước cái Người dân miền Bắc 54 á, Là họ hiểu rõ về Hồ Chí Minh Và đảng Cộng sản hơn người dân miền Nam Tại vì Bắc 54 Hai lần chạy nạn Cộng sản Một lần chạy nạn vào năm 1954 Lần thứ hai Chạy nạn vào năm 1975 Dân miền Nam còn khờ lắm Tại dân miền Nam quá may mắn đi Sống trong thời của cố tổng thống Nguyễn Sống trong thời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Được cố tổng thống Ngô Đình Diệm cưng quá, lo lắng quá, giống như cha mẹ vậy đó. Cha mẹ mà càng thương con nhiều quá là con càng hư. Cố tổng thống Ngô Đình Diệm lo nghĩ ngày đêm làm sao để cho người dân sống một cách gì? An lành nhất, tự do nhất, nghĩ ra làm sao để đưa cho người dân sống trong cái thể chế tự do càng sớm càng tốt. Thì trong đó có những thành phần bị Cộng sản nó dụ Rồi trong số đó cũng có những cái thành phần Tham lam, hám vị Hám chức vụ đó, nó nhảy vô nói ờ, Của tổng thống của đình diệm tử tế vậy Còn câu nào nói tốt hơn nữa không Vậy tại sao cái chủ nghĩa cộng sản Các bạn biết rành quá vậy Tại vì sao Nó tuyên truyền 48 năm Nó tuyên truyền một chiều 48 năm những cái sách vở ở trong việt nam đó các bạn đọc á được viết lại toàn bộ còn những cái loại sách vở sự thật nó nằm ở hải ngoại nè cho nên tại sao bà dương thu hương đó bà ra nước ngoài bà lên tiếng mạnh như vậy bà dương thu hương đâu phải là người gốc việt nam cộng hòa đâu bà dương thu hương là người cộng sản cho nên tuổi cộng sản nó rất là sợ nó sợ bà lắm Nó chỉ mong bà chết thôi Vô chửi dữ lắm Tại vì sao quý vị Cái chế độ cộng sản đó Quý vị hồi nãy thì Dương đưa con rùi lên quý vị thấy không Cái chế độ cộng sản nó như con rùi vậy Và con rùi thì nó đẻ ra gì những con dòi Mà dòi thì quý vị có ăn không? Thấy nó là phát khiếp rồi đúng không? Thì đó. Cái chế độ Cộng sản nó đẻ ra những cái con người giống như là Nguyễn Hữu Sương nè. Rồi ông chú Trần Văn Dũng nè. Thùy Dương gọi chú là những con ruồi Những con dòi đó là chú hiểu ý của Thùy Dương ha. Tại chú trong hình hài con người nhưng mà thật sự ra các bộ phận trên cơ thể của chú nó hư hết rồi. Những cái bộ phận quan trọng để cho thế giới thấy mình là con người nó không có hoạt động nữa chú có mắt chú mắt của chú đâu có hoạt động không chú có có lỗ tai mà lỗ tai của chú đâu có nghe thấy được cái tiếng kêu oan của những cái đứa những cái lớp trẻ bây giờ ở việt nam tụi nó học đại học lấy bằng đại học đi ra chạy grab chạy xong đã ôm mà chú nói là nhờ xã hội chủ nghĩa không thấy bất thường hả không thấy bất ổn hả con nít đi ăn xin đầy ra được ngoài đường ngày hôm nay coi một cái video nữa một cái anh việt kiều nào ở đâu đi về việt nam tập trung một nhóm rất là đông những người mà bị khuyết tật về mắt ngồi rất là thảm luôn họ nói rằng là không có ai lo cho họ hết họ sống rất là khổ cho nên con mắt của chú những cái con người này là có mà đâu có thấy đường có cái bộ não á bộ não bị ung thúi rồi đâu có hoạt động hãy cái con người mà gắn cái tư tưởng hồ chí minh vô hãy cái con người mà gắn cái chủ nghĩa các mát vô là hư cái bộ não giống như một cây cỏ hoặc là giống như một cái cây nào đó có sức sống mạnh liệt mà bỏ cái thuốc khai hoang vô là nó chết ngắt cho nên ở việt nam mình nhìn ra nhiều người có hình dáng giống mình vậy đó nhưng mà cái tư tưởng mà tư tưởng hồ chí minh nằm trong đầu họ cái chủ nghĩa cắt mắt nằm trong đầu họ là kể như hư luôn người dân không có một cái quyền dân chủ nào hết nó chỉ ưu tiên ưu đãi cho những người có công với cách mạng Ủa tại sao phải, phải ưu đãi cho những người có công với cách mạng Ủa tại sao vậy Thì Dương hỏi nè Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó Chú Trần Văn Dũng Chú cho Thùy Dương hỏi nè Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Bộ đội bắt Việt đi vào trong Nam mang cái gì cho người dân miền Nam? Vậy thưa chú Trần Văn Dũng và những người gọi là bộ đội của họ. Đây là câu hỏi của lớp trẻ nếu như mà ở một cái quốc gia dân chủ á. Là nó được quyền đặt câu hỏi này và tụi chú phải trả lời. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, bộ đội của Hồ mang cái gì cho người dân miền Nam? trả lời dùng cho thùy dương đi để nói rằng là việt nam ngày hôm nay có tự do hả mang cho người dân miền nam cái gì quý vị ngoài cái việc là đánh tư sản đánh tư sản là cái gì ngoài cái việc cướp bóc muốn che đậy lịch sử muốn đưa mình lên mình là một trong những người tham gia với cái băng cướp đó bây giờ không có chấp nhận cái thực tế người ta gọi mình là cướp muốn người ta tôn vinh mình là một vị anh hùng có công cái ông chú trần văn dũng này lơ tơ mơ nhìn là ông cũng khoảng sáu chục hơn gấp đôi tuổi thì dương đó quý vị đâu phải lớn tuổi hơn là giỏi hơn lớn tuổi hơn là hiểu biết hơn đâu ha thậm chí có nhiều người ngày hôm nay lớn tuổi hơn tôi tôi hỏi cái vụ đánh tư sản mại bản là cái gì sau năm ba sau cái năm sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 trả lời không được mà không biết ớt giáp gì mà tự nhiên kể lại cho chú dũng nghe ha rồi nếu mà chú dũng có nghe đó chú dũng nói giùm đừng có nói đánh mỹ nữa tôi hỏi thôi trả lời giùm đó. bộ đội đi vào trong nam đó đi giải phóng miền nam thống nhất đất nước mang cái gì cho người dân miền nam ngày đó đi vô nhà của người ta bắt người ta kê khai hết toàn bộ tài sản người ta có không nói gì kê khai đi không có lấy vậy đó họ chỉ lấy cái con số để mà họ làm báo cáo thôi Vụ người dân vậy đó Dân miền Nam mà khờ lắm Chưa bị Cộng sản bao giờ Còn dân Bắc 54 thì quá rành rồi Cho nên trong lúc mà dân miền Nam Còn đang ngây thơ Thì dân mà miền Bắc 54 Họ tìm cách họ chạy rồi không có lại cho nên tại sao ngoài 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 hải ngoại này dân bắc 54 rất là đông đông hơn là dân miền nam nhiều lắm thì đánh tư sản đó, đó là một cái hình thức cướp tài sản trắng trợn những cái chuyện nó giàu nó làm hại người dân thì nó giấu rất là kỹ nó giấu rất là kỹ còn những cái gì mà nó không làm cho người dân bắt đầu nó đẩy lên tại vì sao sau khi nó vô là những cái tòa soạn báo chí tư nhân dẹp hết truyền hình này kia nọ mà của tư nhân hay gì đó dẹp hết nó quản lý toàn bộ và chỉ ở đó những thông tin nó đưa ra mới được phát đi thôi ai dám làm trái lệnh nó không nó xử thẳng tay liền đâu có cho người dân nói sự thật khác hoàn toàn với gì đời sống của người dân miền Nam trong thời đại nhất và đại nhị Việt Nam Cộng Hòa khác hoàn toàn cho người dân nói đi cho người dân cái quyền tự do ngôn luận đi thì người ta còn nói hay hơn thùy dương nữa còn vô số câu chuyện mà người ta sẽ kể cho dân nghe ở tại việt nam ngày hôm nay người ta không nói được người ta vô trong cái facebook của thùy dương nè quý vị biết cái facebook của thùy dương hằng ngày nhận biết bao nhiêu tin nhắn từ trong quốc nội không họ kể biết bao nhiêu câu chuyện về họ là nạn nhân của cái chế độ cộng sản không họ đang sống ở tại việt nam đó nhưng mà tại sao họ không nói được Họ phải vào những cái Facebook như tụi Thị Dương họ kể Họ nói Là vì Việt Nam không có tự do ngôn luận Họ không phải là thành phần mà đảng nó ưa Họ không nhận được quyền lợi từ đảng Còn cái ông Trần Văn Dũng này nè sống từ đảng bưng bô cho đảng nhưng cái vấn đề ngày hôm nay hỏi ông bước ra thế giới ông đi được không ông hội nhập được không ông hội nhập được tôi là một con người cộng sản và tôi đang sống định cư tại châu âu ngày hôm nay kêu tôi đi đâu tôi đi cho coi gặp ai giao tiếp ai tôi giao tiếp cho coi nhưng tôi là một trong con số ít những người trẻ có được cái may mắn đó để mà tôi có được cái may mắn đó Quý vị biết các bạn có biết đầu óc của tôi phải hoạt động như thế nào không? Các bạn có biết tôi phải tính toán như thế nào không? Các bạn có biết tôi phải suy nghĩ như thế nào không? Không phải cái người trẻ nào cũng có được cái may mắn như tôi Có nhiều người trẻ giống như tôi vậy nè Phải lấy chồng Trung Quốc Bệnh tật rồi qua bên đó đó chăm sóc nó nằm trên giường đó, hút cứt hút phân nó mỗi ngày nhìn vào những cái người đó họ đâu có liên quan với tôi đâu nhưng tại sao tôi tội tại sao tôi thương cho họ tại vì tôi là con người gì có quê hương có tổ quốc trong tôi á có cái tình đồng bào có cái tình thương con người còn cái ông trần văn dũng này ông đang ở tại việt nam thiệt đó ông đang sống ở tại việt nam thiệt đó và ông viết đó quý vị nghĩ rằng ông thương quê hương ông thương đồng bào ông thương đồng bào tại sao bao nhiêu lớp trẻ hàng năm như vậy phải đi xuất cảng lao động ông không thương bao nhiêu người đi bán vé số dạo ở ngoài đường bao nhiêu đứa con nít ngồi cù bơ cù bớt ở ngoài đường sao ông không thương sao ông lên tiếng cho tụi nó Bao nhiêu người đi vô bệnh viện không có tiền điều trị Về nhà nằm chờ chết Tại sao ông không thương Phải không Rồi quay qua tới ông Nguyễn Hưu Sương nữa nè Ông nói là sống không có nhà Chết không có mồ mã Được lấy cái luận điểm đó ra nữa Ông ấy ở người Việt ở nước ngoài Không ai chết không có mồ mã Trừ khi nào Quý vị biết ai không Những người Việt Nam đi ra nước ngoài Theo cái diện gì Bất hợp pháp không có giấy tờ họ mới là những người không có nhà đó không có mồ mã đó ra nước ngoài tại vì ở nước ngoài người ta không có chấp nhận cho những người đi nhập cư bất hợp pháp thì họ đến một cách lén lút mà họ có bệnh tật này kia nọ không ai khám bệnh cho họ hết á rồi họ có chết là chết lén lút luôn âm thầm luôn không có mồ mã chứ còn những cái con người mà đi ra nước ngoài mà hợp pháp á, được luật pháp bảo vệ đó không có ai mà không có mồ mã không có ai mà không có nhà hết trơn đừng có nghĩ rằng lớn tuổi mà ăn nói khôn ngoan đừng có nghĩ rằng lớn tuổi mà ăn nói hiểu biết tôi nói rồi cái con người cộng sản mà gắn vào cái tư tưởng hồ chí minh chủ nghĩa mát là hư hết nó loạn đi những cái cần học không học những cái thế giới đó họ đang có cần học để mà mình hội nhập được so với thế giới thì không học những cái mà thế giới không cần có không áp dụng được lại đi học làm sao mà bước ra thế giới được cho nên đâu có hiểu ha nên nói là một lần nữa chết mà đi mà ở không có nhà nhà tôi đang mua nè sao nói không có nhà rồi không có mồ mả tôi ở na quy mà làm gì có chuyện chết không có mồ mả ở tôi thấy rất là nhiều trường hợp rồi nó quý vị các bạn có biết không ở tại đài loan đó, người lao động đi sang bên đó đó ở bất hợp pháp rất là nhiều hàn quốc có những cái vụ tai nạn á. ở bên đó họ bên đó rồi họ mất ở bên bển đâu có tiền đâu để mà đưa quan tài về việt nam không có tiền chết nơi xứ người luôn trốn đâu quý vị thấy họ có quan tâm tới những cái trường hợp đó không họ không quan tâm rồi tiếp nữa nào quý vị cái loại người đã từ bỏ quê hương nơi chung nhau cắt rốn mà đi. Tụi tôi rời bỏ quê hương là vì đâu mà tụi tôi rời bỏ. Còn giống như ông chú này, ông muốn rời rồi không được. Đâu có đi được. Ai đưa đâu đi. Nói cho nó quách. Gọi là ắt á. Tiếng, tiếng Bắc á. Nói cho nó quay á. Chứ cẩn như này ai đưa đi. Nó phải muốn đi ra nước ngoài là đi. Thử đi đi thử coi. Muốn đi qua Pháp, muốn đi qua Na Quy thử ra ngoài sân bay mua vé máy bay bay đi thử coi đi được không đừng nói cái giọng mà kiểu lao cá đó không có đi được đâu rồi có những cái thành phần họ đi đó quý vị là họ đi xuất cảng lao động họ đi bán sức lao động đó ai để cho họ đi ai đẩy cho họ đi học đại học lấy cái bằng xong rồi chạy xong ra ôm có nước nào vậy không ở cái nước ngoài người ta khuyến khích học đại học để làm chi để mai mốt ra làm có đồng lương tốt cơ hội tiến thân cao chứ tự nhiên trong việt nam học đại học cho đã tại vì người ta nghĩ học đổi đời học đại học cho đã đi ra chạy xe grab có trình độ học vấn cao như vậy đó, chạy xong đã ôm còn cái thằng dốt chết mẹ vậy đó ra làm giám đốc trạm đăng kiểm không biết đọc không biết chữ đất nước việt nam vậy đó mà bịt mắt bịt miệng bịt tay để hai cái tay giết cái bộ não thì tư tưởng hồ chí minh chủ nghĩa mát rồi gì? Bây giờ quay lại tìm mọi lý lẽ kẻ hở để nói xấu. Người ta không có nói xấu mà người ta nói thật. Người ta tám mươi mấy tuổi rồi. Người ta đã chứng kiến nhiều chuyện rồi. Chứ không phải khi không á. Người ta tự bịa chuyện ra để người ta nói xấu cái chế độ đâu. Họ là nạn nhân của cái chế độ. Chế độ nào thì cũng có mặt ưu mặt khuyết cả thiết nghĩ đó không phải là con người con chó nó cũng không vậy cái lý luận này là cái lý luận gần như là cái ban tuyên giáo nó dạy chung cho cái đám dư luận viên hay sao đó quý vị à không phải dư luận viên đâu nó dạy chung cho toàn dân Việt Nam với cái chế độ cộng sản luôn này cái câu này nè chế độ nào thì cũng có mặt ưu mặt khuyết cả cũng giống như ngày xưa Thùy Dương ở trong nước có quý vị giờ mình nói mình ngu không biết là mình có quá đáng với mình hay không lỗi đâu phải của thùy dương đâu nó tuyên truyền làm sao mà để cho thùy dương nghĩ như vậy nè ở việt nam có trẻ em mà đi bán vé số như vậy thì ở ngoài thế giới người ta cũng có đi bán vé số ở trong việt nam có những người đi ăn xin như vậy á đi cà lết cà lết như vậy á trên đường như vậy thì ở nước ở thế giới người ta cũng có ở việt nam người ta đi khám bệnh bác sĩ chửi người dân như vậy thì thế giới cũng không tốt gì hơn đâu có nghĩa là mình ở trong nước mình không có được nhìn ra thế giới quý vị mình đâu có tiền đâu mà để mình đi ra nước ngoài để mà mình nhìn thấy cái sự khác biệt cái chỗ này mới là cái chỗ nè nó làm cho mình càng ngu thêm rồi khi mình không thấy cái gì hết mình bị nó bịt mắt mình bị nó bịt cái lỗ tai mình bị nó bịt miệng và nó, và nó rõ nó rỉ vô lỗ tai mình những cái nó muốn cho mình nghe và nó đưa vô con mắt của mình nó cho mình thấy những cái mà nó muốn mình thấy và cái miệng của mình phải nói những cái gì mà mình nghe nó nói những cái gì mắt của mình nhìn thấy nó đưa tới vậy thôi đó cho nên cái, cái, cái kiểu của tụi nó là như vậy đó mà những cái con người mà càng cuồng càng bưng bô mà những con người này chưa bao giờ một ngày được bước chân ra thế giới rồi thằng đảng sẵn thằng đảng đó, nó tuyên truyền luôn nó nói những cái người đó nó đi chê ở nước ngoài chê việt nam đó nó giọng vô quý vị thấy con người cộng sản không thấy cái cơ chế thấy cái chủ nghĩa của nó không rất là bẩn bựa tôi ở trong nước nó muốn tôi ngu nó muốn tôi nghe những gì nó tuyên truyền để rồi tôi suy luận tầm bậy tôi không chống nó tôi tưởng tượng ở đâu cũng vậy ở đâu cũng có tham nhũng ở đâu cũng có trộm cắp ở đâu cũng có ăn xin ở đâu mà không có người giàu người nghèo đúng rồi ở na quy này nè cũng có người giàu người nghèo mà qua đây nhìn thử có biết ai giàu ai nghèo không tòa đại sứ của việt cộng nằm trình in ngay tại oslo nè tôi nói sai là nó lên nó, nó mần thịt tôi rồi hỏi coi phải không bước ra đường coi nhìn người na uy có biết ai người nghèo ai người giàu không có phải tại na uy này có một nhóm người họ đi ăn xin họ không phải là người na uy không họ đến na uy bởi vì họ được cấp họ được cho vào na uy 3 tháng theo cái luật của châu âu á và họ ngồi đó họ không làm gì hết họ đi vòng vòng họ đi xin tiền họ không phải là người na uy phải không? Hỏi thử đi Là một người làm Youtube như tôi Tôi nói sai á Là tại Na uy này nè 27, 28 ngàn người Việt đang sống tại đây lận đó Chứ không phải có mình tôi Tôi nói sai là hôm nay có người làm video bật lại rồi Chứ không phải là để im tôi nói tới bây giờ đâu Nước người ta cũng có người giàu, người nghèo Mà cái người nghèo ở tại nước của người ta Là những người giàu ở tại Việt Nam ấy. Và người ta hơn hẳn người giàu ở Việt Nam là bởi vì cái passport của người ta đi khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần nói là người Na Uy thôi. Cầm cái passport Na Uy thôi là được đi đến những cái quốc gia giàu có trên thế giới còn Việt Nam thì sao? Đúng không? Cái vấn đề đó là gì liên quan tới kinh tế đó. Và ở đây dĩ nhiên không có tư tưởng Hồ Chí Minh rồi không có chủ nghĩa cắt mát rồi đó. Tại sao ở Việt Nam đưa cái chủ nghĩa ngoại lai vào? Naui tại sao Naui không đưa cái chủ nghĩa cắt mát vào để giáo dục để dạy dỗ con người ta tại sao việt nam lại đưa vào và để rồi ngày hôm nay người naui tuổi trẻ naui không có đi bán sức lao động không có đi làm tôi mọi còn tuổi trẻ việt nam đưa chủ nghĩa cắt mát vào thì bán sức lao động đi làm tôi mọi ở tứ xứ hết khắp mọi nơi trên thế giới tại sao tôi hỏi tại sao tuổi trẻ tụi tôi đâu có dở nói về lý luận về phản biện về kiến thức nói thử coi tụi tôi nói được không bước ra thế giới mình mới thấy mình hết hồn con người ta phát triển tự do con người ta tự tin dạn dĩ độc lập người ta phát triển đúng theo cái cách người ta muốn người ta giỏi tới đâu người ta phát triển tới đó không phải ở mỹ không chỉ riêng ở úc canada mà những quốc gia khác ngoại trừ chỉ có việt nam thôi là người ta có tài có năng lực mà người ta không có quyền người ta không có tiền là kể như sau không có đất dụng giỏ giống như họ là những cái hạt mầm những hạt giống tốt đó, bị gieo vào một cái vùng đất khô cằn làm sao mà nó phát triển làm sao nó nảy mầm và ở tại đó có rất là nhiều sâu giống như ông trần văn dũng này ông chú trần văn dũng là xương nguyễn hữu nè hai cái bình luận này đó quý vị là thùy dương lấy ra trong số là hàng ngàn cái bình luận để thùy dương làm cái tài liệu thùy dương phân tích quý vị thấy Thùy Dương khổ có nào Đang đương đầu đối mặt với những lớp người lớn tuổi hơn Bằng tuổi chú bác Cha của mình Để mà nói Cứ là đi ra nước ngoài là Chê ở nước ngoài là Việt Nam sướng hơn Tại ra nước ngoài đâu có nói ngôn ngữ được Đâu có hội nhập được Quý vị để ý đi Những người Việt Nam mà ra nước ngoài Mà họ nói rằng ở nước ngoài cực Ở trong nước sướng hơn Họ không, có hội nhập được Cái thứ, thứ nhất là gì Họ không có cái tiếng tâm Họ không có tự tin dạng dĩ trong giao tiếp Như Thùy Dương nè Nói thật với các bạn Bạn khắp nơi luôn Bạn nước nào cũng có Bạn Thái Lan cũng có Bạn Philippines cũng có Bạn Iraq cũng có Bạn Na Quy Đó Na Quy dĩ nhiên phải có bạn Na Quy rồi Tại vì sao con người của mình là con người cởi mở và tự tin sao thì dương học ở đây thì dương không chơi mặc dù na quy sáu tháng trời mùa đông lạnh lẽo dướng chơi tại vì tôi ở đây tôi đi tập thể dục tôi đi trượt tuyết người na quy chơi cái gì tôi chơi đó những cái môn mà cảm giác mạnh hơn bạo hơn nhảy từ trên cao xuống tôi chơi không được thôi nhưng mà tôi là con người hỏi nhắm tại sao tôi ở đến đây tôi không chơi mà nhiều người khác họ Ôi ở nước ngoài cơ cổ họ ra nước ngoài họ làm việc tôi cũng ra nước ngoài tôi làm việc mà tại sao tôi không có thấy than cực than khổ còn họ than cực họ không hội nhập được họ chỉ có thể quanh quẩn sống trong cái cộng đồng người việt thôi họ không hội nhập được và những người mà ở trong việt nam mà sung sướng đó không làm gì nặng nhọc á có người hầu kẻ hạ đó càng không thể sống ở nước ngoài tại vì ra nước ngoài không ai hầu hạ cho đâu tất cả mọi thứ tự sống tự lập tự lo lấy tự đi chợ mua đồ ăn tự nấu tự hết thì những con người tự lập như tôi sống được. Còn những cái con người mà có kẻ hậu người hạ ra nước ngoài là sống được cho nên lúc nào cũng chơi Việt Nam sướng hơn. Ở Việt Nam bao nhiêu người được sống trong cái điều kiện có kẻ hầu người hạ? Những người mà sống mà có kẻ hầu người hạ họ là ai vậy? Chắc chắn một điều luôn, họ không có liên quan gì tới nhà nước cộng sản Việt Nam hết. Thì những người thân của họ có, chồng họ, cha mẹ của họ, vợ của họ những thành phần đó ra nước ngoài sống có được Những cái con người mà có cái máu mà dựa dẫm đó Lười biếng đó Là không bao giờ sống được Còn tại sao tôi quý vị có bao giờ quý vị nghe tôi nói là tôi ở nơi Na Uy tôi chán không? Chưa bao giờ tôi nghe ở Na tôi chán Tôi bước ra đường tôi gặp ai tôi cũng nói chuyện được mà Tôi đâu có nói tiếng Việt đâu Và tôi là một cái người nghèo ở trong xã hội Việt Nam Quý vị biết rồi ở trong Việt Nam mà muốn đi học cái tiếng Anh Tiền đóng mắt gió luôn Với cái nỗ lực bản thân mình tự học Bây giờ để tôi đi du lịch ở đâu tôi cũng đi được hết trơn Đi bất cứ đâu tôi cũng đi được hết Tại vì tôi là con người hội nhập Con người dễ thích nghi Còn họ đó Họ không thích nghi được Ra ngoài đây nói một câu Hai câu tiếng Anh thôi nó trả lời lại một cái điếc luôn. Rất là nhiều người học ở tại Việt Nam tiếng Anh, ra nước ngoài học nói chuyện người ta nói một hồi nghe không hiểu gì hết trơn. Ở Việt Nam học nói phát âm một đường, ra nước ngoài người ta phát âm một kiểu không biết. Ý là học tiếng Anh mà còn không biết thì mấy ông bà nội này không có ngôn ngữ, không có ngoại ngữ ra nước ngoài sao sống? Nói người ta không hiểu gì hết á. Cái cảm giác buồn chán là khi nói người ta không hiểu, ú à ớ à, thì chỉ có nước là đi về Việt Nam nói chuyện với hàng xóm. Nói chuyện với họ hàng của mình ta hiểu. Cho nên Việt Nam lúc nào cũng sướng hơn là vậy Cho nên đó quý vị Thì Dương nói lại một lần nữa 32 năm Thì Dương sống trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa Nó đã cho Thì Dương thấy quá nhiều rồi mười à, 18 tuổi là Thủy Dương độc lập hoàn toàn tách ly tách ra khỏi gia đình và sống đời sống độc lập và cái đời sống độc lập đó Nó cho Thùy Dương rất là nhiều cái bài học Từ những cái sóng gió Trong cuộc đời khi Thùy Dương lên Sài Gòn Hay gọi là thành phố Hồ Chứa Mưa đó Cái nơi đó cạm bẫy vô cùng Rất là nhiều Để mà quý vị nói là Để mà quý vị hiểu tại sao Thùy Dương ngày hôm nay Thì quý vị có thể Coi những video cũ của Thùy Dương này Thùy Dương làm Nhiều lắm Nha thì dương đến na Quy này không họ hàng không người thân hai bàn tay trắng thì dương không mang theo một đồng một cắt nào ở tại việt nam qua bên đây vậy thì mà ngày hôm nay thì dương có thể có được cho mình một cái nhà riêng làm việc và lo lắng và còn có một đứa con nữa còn ở việt nam là mẹ đơn thân với cái đồng lương công nhân không thể nào nuôi nổi một đứa con nữa. Ở Việt Nam để sống được Con người phải luồn cuối Con người phải hạ mình Phải nịnh nọt Phải nói dối Mắt có thấy đó Cũng không được quyền Nói những cái điều mình thấy Thấy con dịch Đâu phải mình muốn nói con dịch là con dịch đâu Khi chưa được cái sự cho phép Thì con dịch mình cũng phải nói con gà Mấy hôm nay những cái bài báo Nói về cái chuyện mà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên để mà thanh minh thanh mai cho vợ mình bị báo chí nó gỡ xuống hết, nó thấy chưa? Có rất là nhiều bài báo ở tại Việt Nam người ta viết báo thì dĩ nhiên người ta phải có thẻ nhà báo rồi viết được vài tiếng là có lệnh gỡ xuống là phải gỡ xuống ủa lạ vậy? Vậy không biết là cái ông mà à, Trần Văn Dũng hoặc là cái ông mà gọi là thương nguyễn hữu có thấy những cái sự lạ này không có thấy không đừng nói quý vị thấy thùy dương ở nói một vài tiếng đệm vào một vài tiếng chửi thề cái quý vị nói thùy dương vô văn hóa đó mấy ông chú mấy ông bác dưới thời cộng sản này vô nhào vô mà nói họ hay là bận quá không có thời gian đọc tin tức nên đâu có thắc nắm được tình hình việt nam đâu rồi vô coi cái kênh của tôi cái nói nhỏ này ăn ăn nói nói chuyện khó nghe quá đừng có nhắm vô tôi số đông ở tại việt nam vẫn còn mụ mị kìa u mê kìa theo kiểu chủ nghĩa mát lê kìa tập trung mà nói về họ kìa nha quý vị thấy thùy dương có hổn không không hổn sao được họ đáng tuổi cha chú mình mà họ tư duy kiểu đó không hổn sao được Lớp trẻ tụi tôi quá khổ rồi Tự nhiên nãy giờ dành bao nhiêu đây thời gian ngồi học tiếng Na Uy hồi ngồi học tiếng Pháp Ngồi học tiếng Đức, tiếng Ý để mà bước ra ngoài Đến những cái quốc gia đó đó Mình giao tiếp với người ta Hay hơn không? 7 năm nay rồi đó tôi dành Thay vì tôi dành thời gian toàn bộ tôi đi học đại học Để tôi tiến thân Tôi đi trên con đường này Tại vì đối với tôi ừ, Tiến thân đi chăng nữa có làm đó chăng nữa Rồi mốt tôi chết cái chuyện quê hương đất nước Việt Nam ngày hôm nay không lên tiếng. Mình không thực hiện cái phần trách nhiệm của mình đối với là quê hương đất nước của mình. Rồi mình nằm xuống, mình có cảm thấy áy náy với lương tâm của mình không? Người ta chấp nhận đó, tôi là người Việt Nam. Tôi hội nhập được. Mà tôi chấp nhận tôi sống lưu vong đó. Giống như cái ông mà à, Nguyễn Hữu Sương ông nói đó, bỏ quê hương mà nơi chung nhau cắt rốn mà đi á. Rồi không có Sống không có nhà chết không có mồ mả đó Vậy mà tôi chấp nhận Tôi chấp nhận Để làm gì Chấp nhận người ta nói gì Đi để về Tôi ở xa vậy đó mà tôi hướng về Cái đầu óc tôi hướng về trong nước á Còn mình ở trong nước á Mà cái tâm của mình không có Mình không có thấy Đảng nó che mắt rồi lấy gì thấy Đảng nó bịt lỗ tai để đâu cho nghe những gì mà người Việt đang gặp nạn ở nước ngoài đâu đã nó che mắt rồi đâu có thấy những người Việt Nam mà đi xuất cảnh đang lao động ở nước ngoài bị cảnh sát nó nó bắt nó trục xuất nó dí đâu nó đâu có cho thấy còn cái miệng mở miệng ra là là chỉ nói những gì liên quan tới hồ tới đảng thôi không nói gì khác được nữa trơn mọi việc gì đã có đảng và nhà nước lo chuyện chính trị người dân đừng có lo Sao đảng không lo dùm cho cái chuyện ăn học của học sinh ở tại Việt Nam? Sao đảng không lo dùm cái chuyện mà chi phí ăn học cho mấy đứa mà sinh viên ở tại Việt Nam? Sao đảng không lo dùm cái chuyện viện phí cho người dân dùm? Sao đảng không lo? Cái gì đảng cũng bắt người dân lo mà chính trị á, đảng kêu là người dân đừng có lo, đừng có quan tâm tới chính trị, đã có đảng và nhà nước lo, thì lo hết đi chứ. Lo mà, hàng năm, phí sách vở tăng lên, học phí tăng lên viện phí tăng lên các cái loại thuế tăng lên xăng dầu đó người ta cần trợ giá để người ta có thể giảm bớt đi cái phần lỗ lã khấu trừ không đồng đâu có giảm lãi cho đâu có giảm thuế cho người ta đâu nó thì mấy người này đó lớn đó trời ơi đọc mà tức quý vị ha bà dương thương bà nói đâu có sai trời ơi còn nhiều cái mẫu chuyện mà thùy dương thấy có đọc có làm video mà việt minh việt cộng đó quý, quý vị nghe đi cái video mà thùy dương mặc cái áo mà hơi hơi hở hở vậy nè vô nghe đi nghe để hiểu nghe để biết nha nói về đọc sách sử mà liên quan tới chế độ cộng sản thì thôi chứ đọc tới mà giống như nói về cộng sản ấy, giống như là mình đang ăn cái mắm mắm tôm vậy mà ở nước ngoài ăn cái mắm tôm vô cái miệng đó, nó hôi dữ lắm Ăn xong rồi súc miệng sọc sọc bọc, bọc 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 vậy đó Xong rồi lấy bằng chải đánh răng Đánh Xong rồi lấy nước xúc miệng Listerine Sụp sục 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 Nhưng mà ra cái miệng vẫn hôi Nói vậy đó Nó kinh khủng vậy đó quý vị Dạ ha nó bạn dư luận viên an ninh mạng nào giỏi đó. giỏi thấy tôi thấy tôi làm an ninh mạng tôi làm cũng được tôi đưa cái hình trần dần lên đây mà cái tên để chần dần chạy qua Facebook gõ cái tên tìm kiếm mà ra thôi là ra cái ông đó thôi. Cho ông nghe đi. Hỏi ông rằng là những cái người Việt Nam đó, nè, Thùy Dương nè, giọng rặc, giọng miền Nam luôn đó, đang ngồi ở tại Na Uy nè. Nói chuyện về cái vấn đề dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam. Nói về bộ đội Cụ Hồ đó, cách mạng đó. Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, ngày giải phóng đó, mang cái gì cho người dân miền Nam? Còn nói mà đi chống Mỹ hả Rồi đi ngược lại những video tôi phân tích đi Đừng có nói con nít 40 tuổi rồi Không phải 4 tuổi Mà 4 tuổi mà cho nó sống trong lịch sử sự, sự thật nó cũng biết rằng là Cái việc chống Mỹ là cái việc sầm xí đú Nha Quý vị ta thấy cái cây nào mà Nó phát triển mà nó có lá trước Nó có rễ sau không Có cây nào vậy không Tôi là con người hay nói ẩn ý, ẩn dụ lắm Nhưng mà dưới cái chế độ cộng sản tôi nói cái gì tôi cũng phải nói chi tiết ra Nói cái cây, nó có, có có cái cây nào mà Tự nhiên nó có cái lá cành trước mà nó Xong mà nó có mấy cái rễ không, nó không hiểu Thì sao, ý tôi muốn nói là gì Mỹ không tự nhiên đi đến Việt Nam Mỹ đến lần đầu tiên đặt chân tới Đà Nẵng năm 1965 á còn cái mặt trận giải phóng miền Nam á, thành lập năm 1960 cái mặt trận này nè giết hại biết bao nhiêu người ở trong miền nam cái mặt trận này nè tiếp tay cho tụi cộng sản bắt Việt đó nó qua mặt thế giới nó nói thế giới rằng là gì nó không có xâm lược miền nam việt nam nó không có vi phạm cái hiệp định geneva Mỹ thấy rằng là gì? Tụi Cộng sản bắt Việt á Nó vi phạm và đang giết hại người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh là bạn chúng có tay sai mỹ rút ra rồi mỹ có lấy một miếng đất nào của việt nam cộng hòa không ngày hôm nay nói rằng là gì đảng cộng sản việt nam không có làm tay sai cho trung cộng hả hoàng sa trường sa mất rồi cán bộ cộng sản còn nói mà mất rồi bao nhiêu chuyện nói tới là tức đó quý vị Đáng lẽ lớp trẻ của tụi tôi không phải như thế này đâu Không phải hỗn hào như thế này đâu Rồi Thùy Dương xin dừng lại nha quý vị Cảm ơn quý vị đã dành thời gian Để mà lắng nghe cái phần chia sẻ Của những lớp trẻ như Thùy Dương Hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like Để giúp Youtube đề xuất đến nhiều người xem hơn Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh Hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương Xin chào và hẹn gặp lại quý vị